Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Xin chúc mừng 6 con giáp dưới đây, bởi vào ngày 19 tháng 11 âm lịch, các bạn sẽ được thần may mắn chiếu mệnh. Trong ngày 19 tháng 11 âm lịch, các bạn sẽ bất ngờ gặp được vận may về công danh, sự nghiệp, tài lộc. Hễ bước chân ra đường là gặp quý nhân, mua hàng thì có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, đi làm gì cũng được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp quý mến giúp đỡ. Công danh sự nghiệp thăng tiến, lên như diều gặp gió, tiền bạc thì rủng rỉnh, chỉ đếm thôi cũng thấy mỏi tay. Đối với những bạn độc thân thì ra đường dễ gặp người hợp ý, còn đối với các cặp đôi, tình cảm của bạn sẽ thêm phần bền vững, khăng khít. Đó là những con giáp Tý, Dần, Mão, Mùi, Dậu, Hợi. Tuổi Tý. Ngày này vẫn có thiên tài nên những người tuổi Tý hôm nay có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Tuổi này được thần tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc. Khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen, kẻo lộc lá tiêu tán. Ngày có tam hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của tuổi Tý phải nói là mỹ mãn. Hôm nay có nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong hôm nay cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ. Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Khuyên Tý nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Sau dịch bệnh, kinh tế chưa thể phát triển mạnh được, đủ ăn đủ tiêu mỗi ngày là có phúc rồi, chớ nên tiêu xài hoang phí. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Xem tử vi ngày 19 tháng 11 năm 2022 âm lịch cho thấy đường công việc của tuổi Dần hanh thông nhờ chính quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể. Tương phá chiếu mệnh đe dọa đến đường tình cảm của con giáp này. Nhiều người đang có lục đục với bạn bè hoặc anh chị em trong nhà nhưng không chịu giải quyết. Ra đường hay gặp vạ lây, có kẻ ném đá xấu tay nên bạn phải hết sức cẩn thận. Vận tiền tài của Dần hôm nay nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ thủy dưỡng mộc. Nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Thiên quan chiếu mệnh cảnh báo tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc hôm nay. Những người đang làm quản lý, chức lớn ở cơ quan cũng nên cẩn thận để giữ ghế mình đang ngồi, an phận thủ thường, không ganh đua là ổn nhất. Bù lại chuyện tình cảm tốt hơn hẳn nhờ có tam hợp độ mệnh, tuổi này gặp hung hóa cát, có người nâng đỡ nên tránh được kha khá hung hiểm trong công việc, gia đình. Có chuyện gì bức bối thì nên tâm sự với người thân trong nhà, đừng vạch áo cho người xem lưng. Lộc lá đến với Mão khá nhiều, nhiều thủy sinh mộc. Người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài, nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng. Trời thương nên làm gì cũng ra tiền. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Xem tử vi ngày 19 tháng 11 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, thiên ấn xuất hiện trong tháng này báo tin vui cho con giáp tuổi Mùi biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Nhiều người được nhận thưởng nhờ sự chăm chỉ và xử lý vấn đề khá khôn ngoan. Tuy nhiên vẫn có một số chuyện gây áp lực cho người tuổi Mùi khiến bạn nghĩ ngợi và căng thẳng. Đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi và có xu hướng lặp lại sai lầm. Tam hợp chiếu cố cho đường tình cảm của tuổi Mùi, mặt nhân duyên vượng, đôi lứa yêu đương nồng cháy. Thế nhưng bạn phải năng ra ngoài, gặp gỡ mọi người, chứ đừng ru rú trong nhà. Thế thì đến bao giờ mới gặp được quý nhân?
Tử vi cho rằng đây là cơ hội để bạn cải thiện tình hình không thuận lợi, tìm kiếm cơ hội, đảm nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực. Sự thay đổi tích cực giúp bạn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể. Người tuổi Mùi cần tập trung vào vấn đề tài chính, xem xét liệu thu chi có cân đối và hài hòa hay không. Hứa hẹn khi bạn làm tốt những việc trên sẽ mang đến một số tin vui về tiền bạc, nhưng cũng cần nhắc nhở bạn lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hình thành thói quen tiết kiệm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, nhờ kim dưỡng thủy nên tuổi Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc hôm nay. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc như ý. Dậu rất hòa đồng với những người xung quanh, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa, ăn ở có phúc thì có phần. Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bạn. Nhờ có thực thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh. Nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc là được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ người mình quen biết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi, ngày 19 tháng 11 năm 2022 âm lịch, đường sự nghiệp của Hợi cực kỳ sáng lạ nhờ có chính quan nâng đỡ. Con giáp này có thể mong chờ tin vui từ thi cử, thăng chức, xin việc hoặc lương thưởng. Nhìn chung mọi việc đều dễ dàng, không gặp chút trở ngại nào, cứ thế mà bước tới mục tiêu đã định. Vận tình cảm lâm tự hình nên gần đây bản mệnh hay lo nghĩ nhiều vì gia đình và bản thân. Bạn thấy mình sống với người khác nhưng người ta không nghĩ cho mình, làm gì cũng phải xem xét, suy nghĩ kỹ càng. Tâm trạng tủi hờn, dễ cáu gắt với những người xung quanh, tiền bạc ổn hơn nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Những nỗ lực của bạn từ trước tới giờ sẽ được đền đáp bằng tiền bạc. Sắp tới có nhiều chuyện quan trọng cần đến tiền nên hãy chi tiêu cẩn thận. Tử vi tháng 11 năm 2022 tuổi Hợi âm lịch, tháng này chỉ ra rằng sức khỏe của bạn đang có chiều hướng xuống dốc. Hãy xem xét lại chế độ ăn uống và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi cũng nên luyện tập thể thao để giúp cơ thể khỏe mạnh cũng như cải thiện tâm trạng. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ Hai ngày 12 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày kỷ Hợi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Bình Địa Mộc, ngày kỷ Hợi thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục, xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Tân Tỵ và Đinh Tỵ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.